Chào mừng các bạn đến với Mr. Hùng Channel. Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi mà lính Mỹ phải khóc thét mỗi khi nhắc tới nơi này. Đó chính là địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi là nơi diễn ra cuộc đấu trí cực lớn giữa bộ đội ta và cả một đội quân hùng mạnh của Mỹ. Hai bên phải nghĩ ra cách để khắc chế những bài đánh của nhau. Ban đầu, người dân đào hầm theo kiểu nhà nào chỉ biết nhà đó. Nhưng sau đó một thời gian thì hầm của các nhà được liên kết lại với nhau, thiết kế nơi ăn, chỗ ngủ, kho để đồ, lò luyện vũ khí, các thứ đều được quy hoạch rất bài bản. Vào năm 1966, Mỹ thực hiện chiến dịch kế 7. Mục đích ban đầu của Mỹ chỉ là quay hãm quân du kích ở địa đạo Củ Chi. Chúng nghĩ đơn giản rằng ở dưới Củ Chi chỉ có du kích thì cứ mang quân xuống đáy 7, kiểu gì cũng bắt được du kích dễ dàng như bẫy chuột. Thế nhưng khi vừa đặt chân xuống Củ Chi thì Mỹ đã bị quân ta đánh cho không trượt phát nào. Chúng cậy mình có quân đông, vũ khí hiện đại, khổ nổi cứ đuổi được một tí lại không thấy dấu vết quân ta ở đâu. Đánh nhau được một thời gian, Mỹ cũng phát hiện ra các nắp hầm của mình phía trên địa đạo. Chúng cho bơm khói vào các cửa hầm để xác định các cửa ra còn lại. Chúng nghĩ khi bơm khí vào sẽ khiến mình ở trong hầm bị ngạt, buộc phải chui ra ở một cửa khác. Nhưng khi đi vào thực tế thì Mỹ mới hiểu được hệ thống địa đạo Củ Chi quá rộng. Dù bơm khói ở cửa hầm rất lâu nhưng mãi chẳng thấy khói phun ra ở chỗ nào cả. Tất cả mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của người Mỹ, khiến chúng phải quắt óc để giải các bài toán mà mình đã đưa ra. Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để biết được các cửa hầm, các lỗ thông hơi để lấy oxy của quân mình. Các cửa hầm được phủ lá lên nhìn như thật, các lỗ thông hơi thì được ngụy trang bằng các ổ mối, nhìn bằng mắt thường thì không thể nào phân biệt được đâu là ổ mối thật, đâu là ổ mối. Chính vì lý do đó mà Mỹ phải nghĩ mọi cách để tìm được các cửa hầm và các ổ thông hơi đó. Ban đầu Mỹ cho người đến đeo ống nghe vào để nghe như thật, cứ như kiểu đang đo huyết áp cho mặt đất của Củ Chi vậy. Mục đích là để xem chỗ nào có tiếng động ở dưới thì khoanh vùng chỗ đó lại, chắc chắn chỗ đó có cửa hầm hoặc lỗ thông hơi. Trên lý thuyết thì ổn, nhưng khi thực tế việc nghe ngóng như vậy rất mất thời gian, năng suất không cao bởi địa đạo Củ Chi quá rộng. Chính vì thế mà Mỹ đã dùng đến đội bẹt C chuyên đi đánh hơi của mình. Đây là giống chó Tây Đức, nó khác hoàn toàn với cậu vàng của lão Hàn nha mấy bạn. Mỗi con thời đó có giá trị cả chục nghìn đô, được đào tạo rất bài bản, được phong hàm tử tế trước khi đưa sang Việt Nam. Loại này làm việc có lương, được chôn cất, được tổ chức lễ tang y như người. Nhiệm vụ của nó khi sang Việt Nam là cứ chỗ nào có lỗ, có hơi người bốc lên
là phải đánh hơi cho được, để báo cáo cho chỉ huy. Điều này ban đầu gây khó khăn rất lớn cho bộ đội của ta, vì để bị lộ mất vị trí. Để đối phó với những chú sĩ quan bốn chân như thế này, bộ đội ta nghĩ ra cách, đó chính là xây những ớt khô bột tiêu trộn lẫn với nhau rồi rắc vào các lỗ thông hơi. Lúc đầu cách này tỏ ra rất hiệu quả vì vô hiệu hóa được khứu giác của chó. Ngoài ra còn có cách, đó là lấy xà phòng, quần áo, nước hoa, chiến lợi phẩm thu được từ lính Mỹ mình bỏ vào những lỗ thông hơi. Khi chúng đánh hơi được mùi quen thuộc, chúng tiếp xúc hàng ngày thì dễ dàng bỏ qua mà không báo cáo gì cho chỉ huy cả. Các cửa hầm như này chính là chỗ mà các sĩ quan bốn chân ngăn đạn. Cứ ông nào đi lạc, lang thang, đi hít hít ngửi ngửi là bộ đội mình ở trong này lại phát cho viên đạn làm cái đong, vậy là sùi bọt mép. Ngoài ra ta còn phát động phong trào hiến kế trừ chó. Các bẫy của mình được sáng tạo ra, vừa bẫy được người lại vừa bẫy luôn cả chó. Dùng chó nghiệp vụ không ăn thua, Mỹ đã nghĩ ra cách bơm hơi cay vào trong hầm thông qua những lỗ mà chúng biết được. Hơi cay là một loại chất không gây chết người, nhưng thường được dùng để chống bạo động bởi nó gây bỏng rát ở mắt, mũi, miệng khi dính phải. Đây là một thứ khiến cho bộ đội du kích của ta rất khó chịu. Do địa đạo được thiết kế thành nhiều tầng nên mình sáng tạo ra các cửa sập để ngăn các tầng lại. Nếu ở tầng dưới nghe thấy ở tầng trên có tiếng người gào thét thì lập tức đóng cửa để ngăn khí lan tỏa. Trong trường hợp dính phải hơi cay mà không thể nào thoát được thì đái lên khăn tay rồi trùm lên miệng, mắt, mũi lại. Vì trong nước tiểu có amoniac sẽ làm giảm đau đớn vì bị bỏng hơi cay. Dùng hơi cay không ăn thua gì, chúng lại nghĩ ra cách dùng nước để làm ngập hầm. Cách này theo tính toán thì Mỹ thấy khả thi hơn rất nhiều, bởi địa đạo Củ Chi nằm gần sông Sài Gòn. Thế nên hút nước từ sông Sài Gòn bơm vào hầm thì đố ai chịu nổi. Rộng mấy thì rộng, hút nước ở sông Sài Gòn để bơm vào thì địa đạo không bị ngập mới là lạ. Tính toán là như thế, nhưng khi vào thực chiến thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Hệ thống đường hầm dài cả 100 km, bơm nước bị ngấm xuống đất một phần. Một phần nữa nếu có ngập thì chỉ ngập một đoạn, còn nếu không thì nó lại đi theo các lối đi ra xuống sông Sài Gòn. Các hầm được ngăn với nhau bằng cửa chống nước, thế nên những chỗ để vũ khí đạn dược vẫn yên tâm hoạt động chẳng sao cả. Ngày đó ở dưới hầm mình dùng rất nhiều loại bẫy, nhưng phổ biến nhất và nhiều người biết nhất có lẽ vẫn là bẫy chông. Loại này sát thương của nó cực lớn, mặc dù khả năng gây chết người là rất thấp. Thế nhưng nó đánh vào nhẹ khí của bọn Mỹ. Chỉ cần một thằng chui xuống địa đạo bị sập vào hầm trong thì thôi, coi như xong. Ngày đó bộ đội mình không chơi cái kiểu tre bót nhọn rồi cắm xuống như mọi người tưởng tượng, mà trong tre được vẽ đôi ra theo kiểu lá hẹ rồi ngâm dầm ngâm về trong nước tiểu trộn với cất nhiều ngày. Thế nên nó được gọi là bố cố đậm. Chính vì thế mà dính vào nó chỉ có nhanh nhanh gọi đồng đội đến cứu, chứ không còn cách nào khác. Khó nổi khi đồng đội đến cứu mà nhìn cái cảnh đó thì
không thằng nào đủ bản lĩnh mà đi tiếp được. Ông nào ông đấy cũng sợ tái mặt. Bộ đội mình ở Củ Chi còn khoét cả những lỗ nhỏ để quan sát trong hầm. Khi địch lẻn vào mà cứ lò dò qua lỗ quan sát là mình lại xiên cho nhát ngang hông, không được một phát nào. Lao tre đóng đinh bọn nó vào hầm thì gọi trời cũng chẳng lùi ra được. Sở dĩ mình phải chơi những đòn hiểm như thế bởi cuộc sống dưới địa đạo quá khổ cực. Sống trên mặt đất đã đói, đã khổ rồi mà bọn Mỹ nó còn săn lùng, còn đuổi mình phải chui xuống hầm ẩm thấp, thiếu không khí thì không ai có thể chịu nổi. Mình không cho nó lên bảng điểm số thì nó sẽ cho mình lên bảng điểm số, và cả những người thân yêu của mình nữa. Sống ở dưới hầm sợ nhất là bị ngứa, bị lở loét, đất ẩm thiếu dưỡng khí và tối tăm, thế nên hầu như ai cũng bị bệnh ngoài da. Biết là đau như thế, khổ như thế, thế nhưng ai cũng hiểu rằng nó vẫn chưa là gì so với việc để bọn Mỹ bắt được. Nó tra tấn lúc bấy giờ còn đau hơn gấp mấy vạn lần. Trong thò, một vũ khí tự tạo có tính chất công nghệ, trong hố sâu có trong sắt cắm chéo, phía trên có một tấm ván tròn có dây dù kéo căng nối với những mũi đinh sắt dài sắc nhọn. Khi chúng dẫm lên cái hố được ngụy trang kỹ càng bằng lá khô, cỏ hoặc đất, chân bị thụt xuống và kéo theo cả tấm ván mỏng. Những chiếc đinh sắt là từ bốn bên đâm xuyên vào đùi và các cây trong đâm chéo vào cổ chân, không thể kéo người bị thương ra khỏi hố nếu không đào rộng ra và lôi cả những chiếc đinh lên. Thường trong trường hợp đó, binh sĩ không chết nhưng chắc chắn bị tổn thương hoàn toàn phần chân, phải nhanh chóng đưa về quân y ở Sài Gòn để mổ. Người lính được đặt những chiếc đinh làm kỷ niệm, do đó trong thò còn có tên là kỷ niệm Việt Nam. Trong hom, một loại trong có cấu trúc như cái hom vỏ cá, các mũi nhọn không những có trách nhiệm đâm vào cổ chân mà còn buộc địch không thể di chuyển được. Trong hom thường được ngâm dưới ruộng nước hoặc bãi bùn lầy bên dòng sông. Khi lính đổ bộ nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống hoặc từ xuồng trên sông dẫm phải, chúng chỉ biết đứng yên với cái hom sắt xuyên sâu vào cổ chân. Cũng có những thứ vũ khí tự tạo, chúng không đơn thuần chỉ gây sát thương mà còn tạo ra những cơn ác mộng kinh hoàng cho những người còn lại. Đó chính là trong trục xây. Trên hai trục tròn quay tự do được gắn những chiếc trong đinh sắt. Khi địch dẫm chân lên, bẫy nhanh chóng tạo ra rất nhiều lỗ thủng trên cơ thể. Đối với những anh chàng thích đột nhập vào nhà mà không gõ cửa hoặc phá cửa bằng một cú đạp của dây đinh thì chúng ta rộng lòng tặng cho chúng loại trong bộ có cấu trúc khá đặc biệt, đơn giản là hai thanh chữ T nối với nhau theo kiểu neo đập lúa, được buộc trên trần nhà và nối với cánh cửa. Khi cánh cửa được mở ra hết tầm, trong bộ sẽ lao xuống và địch đi thẳng xuống địa ngục. Nếu anh ta kịp đưa súng lên đỡ thì phần đùi và bụng sẽ bị tổn thương chắc chắn. Trong cánh, đây là một kiểu trông rất đơn giản. Các chiến sĩ du kích nhỏ tuổi của Việt Nam đã chế tạo nó trong các giờ thực hành. Nguyên tắc thật sự đơn giản: đặt hai tấm ván sát nhau có cắm trong sắt vào một chiếc hố nhỏ có hai bậc, và khi kẻ thù dẫm vào cái hố đó, những chiếc đinh nhọn đã được nhiễm bẩn đâm xuyên vào cổ chân đảm bảo chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng máu nếu không kịp đưa đến bệnh viện. Trong cần cối, một loại trong được chế tạo theo nguyên tắc đòn bẩy. Trên các tấm ván cả hai đầu cần có những chiếc trong sắt nhọn.
Khi kẻ thù dẫm chân lên một đầu, đầu bên kia sẽ bật lên và đập thẳng vào vùng ngực và đầu với những chiếc chông. Chông nách, một loại chông được tạo nên từ hai tấm ván cắm đầy đinh dài sắc nhọn, có thể di chuyển về hai phía và gắn vào với nhau bằng dây cao su hay lò xo. Hai tấm ván được kéo giãn ra và được chống bằng thanh chống ngang, thường là thanh tre cứng. Khi lính Ngụy bước lên trên hố và giẫm tuột thanh chống, anh ta sẽ rơi xuống và giang hai tay ra chống đỡ cú thục hố. Hai tấm ván với những cây đinh di chuyển vào giữa, găm vào thân thể người lọc bẫy. Chông bồ cào, một loại chông được chế tạo khá đơn giản. Chỉ cần hai ống tre đặt gắn lại với nhau thành hình chữ T, thanh ngang được đóng những chiếc chông nhọn, sắc dài. Chông bồ cào được treo trên cao, nối với một cái dây và sợi dây nhỏ được giăng ngang mặt đất. Thường được sử dụng là dây cước để khó nhận ra. Khi bọn địch bước vào cửa và vướng vào sợi dây, kết quả sẽ là hai ống chân hoặc bắp đùi sẽ bị chông xuyên thủng. Để biết được tại sao dân ta phải chơi những đòn hiểm như thế đối với bọn Mỹ, mọi người hãy cùng nghe câu chuyện của bà Nghe sau đây. Trong một trận càn kéo dài nhiều ngày của địch, bà Nghe dắt con gái 4 tuổi và con trai 3 tháng tuổi đi cùng với người dân và cán bộ du kích vào ẩn náu trong hang. Bọn chúng cho pháo bày, đại liên, máy bay, tạo chiến, quải đạn dọn đường để mở cuộc tìm kiếm trạng xác dân làng. Cả từng liên chạy giặc, không chết vì bom đạn, nhưng cái đói hoành hành dân làng, trong đó có mẹ con bà Nghe. Thời gian đầu bà Nghe còn được giúp đỡ. Vì sao? Ai cũng hết lương thực, ai cũng đói khát, nhất là bọn trẻ chưa lần ra nơi trú ẩn của dân làng. Bọn chúng càng điên cuồng khoanh vùng, sục sạo từng mét đất, bới từng ngọn cỏ, bắn phá ác liệt hơn. Lúc này, ngoài chịu cơn đói, hàng trăm người dân trú ẩn còn phải tuyệt đối im lặng để tránh bị giặc phát hiện. Đứa bé 3 tháng tuổi còn quá nhỏ, người mẹ đói quay quắt nên con cũng đói sữa. Ngày đêm đứa trẻ cứ khóc thét, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín. Ngoài trời vẫn mưa, tiếng súng đi đùng ngày một gần. Tiếng trẻ càng ngằn ngặt khóc vọng ra phía ngoài hang. Hàng trăm gương mặt hốc hác toát lên nỗi lo sợ, bàng hoàng, hướng mắt về phía mẹ con bà Nằm Nghe. Thiếu phụ ôm chặt núm ruột đang khóc, quỳ đói khát vào lòng, rồi đi đến một quyết định bất ngờ. Mẹ không muốn giết con, nhưng để dân làng được sống, con phải chết. Thiếu phụ vội cởi chiếc áo quấn con lại, ôm con bò lên khỏi miệng hang. Mặc cho mưa rơi hòa lẫn nước mắt, bà dùng hai tay móc đất ướt lạnh chôn sống đứa con. Dưới ánh chớp của đạn pháo sáng, thấy lớp đất đang rục rịch, biết con quậy đạp, người mẹ vẫn gạt nước mắt, xó dấu mặt đất. Vừa kịp tiếng lao sao của giặc tới gần, bà lao vào hang, cắn bật mở môi để không bật ra tiếng khóc. Khi đọc những dòng thơ sau của Nguyễn Bình, càng khiến chúng ta phải chạnh lòng với những gì mà bọn giặc đã gây ra cho dân ta thời chiến tranh tàn khốc. Chợ Mỹ Lược khăn tan trắng xó, đập Vĩnh Trinh cánh quả đen ngòm, khe A Chê máu đỏ lòm, lệ rơi xuống bến Thu Bồn chữa chan. Em chẳng được đi bàn đi hộp, con hết mong nhảy nhót nô cười, mẹ già ốm cháu nghẹn lời, bóng đen quỷ sứ che trời âm u. Người đang gặt bổng tù bổng tội, người đang ăn chết vội chết vàng, người vừa đưa bạn sang ngang, mái chèo chưa ráo hoang hồn đã lìa. Người mẹ trẻ gần kỳ sinh nở, đêm ngồi mái áo lụa cho con, sáng ngày chết gục đầu thôn.
Cái thai trong bụng nghe còn đạp đây. Video đến đây xin tạm kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt mọi người.